Cô gái nằm trên giường ngỡ ngàng chứng kiến tên trộm vô tư vào phòng. Mới đây, một đoạn video được lan truyền trên mạng nhằm cảnh giác mọi người, nhất là phụ nữ khi ở nhà một mình. Trong đoạn video có thể thấy một người đàn ông vô tư bước vào nhà nhưng lại có cử chỉ lén lút. Người này ban đầu ngó nghiêng sau đó bước vào phòng, mà nếu không chứng kiến cảnh gã rút từ trong túi ra đôi găng tay đen, nhiều người sẽ nghĩ đây là vị chủ nhà mới đi đâu quay về. Điều hài hước ở chỗ, mặc dù mở cửa rất thuận lợi, nhưng tên trộm đi qua phòng cô gái mà không hề hay biết, vẫn có người trong nhà và cũng không thèm ngó nghiêng xem xét như nhiều tên trộm lành nghề khác. Theo cô gái chia sẻ, lúc đầu nghe tiếng động ở cửa, cô đã hơi tỉnh nhưng vẫn còn ngái ngủ, nên tiếp tục nằm trên giường mà không dậy. Đến lúc này, cô gái đã thực sự bừng tỉnh và chuẩn bị bước ra xem ai đến, thì cũng là lúc tên trộm định lượn lại một vòng và vô tình chạm phải ánh mắt của chủ nhà. Hai người sững sờ một lúc, nhưng với bản năng của tên trộm, người đàn ông nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra. Nhận thức được là đang có trộm nên cô gái này vội báo cảnh sát. Và sau khi xem lại camera từ các nhà hàng xóm, cô cũng báo thêm rằng tên trộm có đồng bọn đi cùng. Với những hình ảnh thu thập được, cảnh sát cũng nhanh chóng tóm được hai tên trộm hồn nhiên kia để về thụ án. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.